mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Xin được chào tất cả các bạn khán giả của cái nền radio kênh phát thanh của hệ sinh thái cái nền. Chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình lần đầu tiên được phát sóng trên chương trình cái nền radio của chúng ta. Và chương trình này là một không gian mà tất cả chúng ta đều hồn nhiên chia sẻ những câu chuyện chân thành với nhau bên tách trà nóng, bên những cuốn sách mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất là ấm áp từ chương trình này. Chương trình này có tên là Tâm Tư Tác Phẩm. Và hôm nay thật đặc biệt cho chương trình của chúng ta, ban tổ chức rất là vinh dự được mời một nhân vật rất đặc biệt mà tôi tin chắc chắn rằng khi nhắc đến tên thì rất rất nhiều bạn khán giả của cái nền radio biết tới. Đó là ai ạ? Chính là cô Nguyễn Phi Vân. Chương trình của chúng ta sẽ có sự tham dự của thầy Phan Văn Trường, là người sáng lập và dẫn dắt của hệ sinh thái kế nền, và bạn cùng dẫn chuyến với tôi là bạn Hồng Phương và tôi là Thu Lạc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chuyện về cô, cùng với cô Nguyễn Phi Vân về những tác phẩm của cô. Và hôm nay thì em cũng muốn cùng với thầy Phan Văn Trường, cùng Hồng Phương và cô Vân chia sẻ một vài những suy nghĩ về về sách của cô này, về những điều mà cô đã viết trong sách, hoặc là những điều mà thậm chí đôi chút cô chưa chia sẻ trong sách ạ. Cô ơi, khi mà tìm hiểu về cô đấy thì thực ra em có một may mắn hơn một số bạn ở đây, đó là em được gặp cô này, em đã được làm việc với cô này, và em cũng chứng kiến và thậm chí là đầy thấu cảm khi mà cô làm việc với rất rất nhiều người trẻ. Thì em được biết cô là một nhà đầu tư này, và cái tên mà rất là dễ thương là Quỹ Thiên Thần. Cái tên rất là dễ thương. Rồi cô là một nhà quản trị này. Đối với em, cô còn là một người gọi là thực chiến trong cái ngành bán lẻ và nhượng quyền, nhất là khu vực châu Á Thái Bình Dương này. Rồi nhưng mà tất cả những cái điều đó em nghĩ rằng là nó chưa đủ sức hấp dẫn với tụi em đâu ạ. Mà cái sức hấp dẫn lớn nhất và hôm nay cái nền radio mong muốn cô chia sẻ, và thật sự chia sẻ với cô rằng là đây là cái sức hút lớn nhất mà cô đã gửi gắm nơi sự quan tâm cũng như là tình cảm của tụi em, đó là cô là một người rất là yêu tụi em. Và thật với cô là cô là người rất yêu tụi em. Và cô biết không, tụi em đã thấy được cách cô làm việc. Và những gì mà cô viết trong sách đó, là vì sao tụi em cảm nhận được, là bởi vì đó chính là tiếng lòng thật và những việc làm mà thật sự đầy thấu cảm của cô dành cho thế hệ của tụi em. Có một câu mà em rất là xúc động. Có một câu là khi mà cô viết thế này này, là tôi sẵn sàng từ chối những cái buổi gặp đầy lung linh với ánh sáng lung linh để đổi lại 2 tiếng đồng hồ để trò chuyện với một người trẻ họ thiếu định hướng. Thì em rất là xúc động vì điều đó. Và cô hãy xin cô hãy nhớ rằng là đấy chính là sự lực hấp dẫn lớn nhất của cô dành cho tụi em hôm nay. Cảm ơn cô một lần nữa. Vâng. Và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều những tác phẩm hôm nay chúng ta cũng cùng chia sẻ. Thì Hồng Phương có thể giới thiệu một chút về những tác phẩm của cô ạ. Ngày hôm nay thì chúng em đem đến rất là nhiều những cuốn sách của cô ở đây. Và với em thì em ấn tượng nhất là cuốn Tôi Đi Tìm Tôi. Bởi vì là thực sự là em đã khóc khi mà em đọc cuốn sách này. Cô cũng khóc luôn. Bởi vì là dường như là cô chia sẻ những trải nghiệm thật của cô, từ câu chuyện của cô, nhưng mà em nhìn thấy câu chuyện của em trong đấy. Em nghĩ đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà mỗi tác giả đã làm được điều đó. Và tuy là em gặp thầy Trường cũng đã được hơn 1 năm rồi, và em được làm việc với thầy 1 năm, nhưng mà cô thì em đã dõi theo cô trên tất cả các mạng xã hội đã gần 5 năm rồi. Nhưng mà đến hôm nay mới có cơ hội được gặp cô trực tiếp, nên là em rất là hồi hộp.
Cô cũng ngoại hạng. khi mà thầy Trường chia sẻ cái ý tưởng về chương trình này và em được giao là không em xung phong em xung phong là người sẽ làm cái dự án này và người đầu tiên mà tất cả mọi người đều nghĩ tới là cô Vân. Dạ. Và một điều em nghĩ rất tuyệt vời là cô chia sẻ từ những trải nghiệm thật. Và em thì không như chị Lài là không có cơ hội được làm việc với cô trực tiếp, nhưng mà em đã dõi theo cô trên Facebook, trên website, trên podcast, trên Instagram. mọi mặt cảm ơn. Là... nên là em có rất là nhiều cái em nghĩ là có rất là nhiều sự đồng điệu và em rất là mong muốn được lắng nghe nhiều điều hơn từ cô. Và em nghĩ là cái buổi ngày hôm nay sẽ rất là tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt là rất là cảm ơn thị trường đã gọi điện và mời Phi Vân có mặt trong cái buổi ngày hôm nay. Thật ra thì trong những năm trở lại đây, lúc mà mới trở về Việt Nam thì Phi Vân đi làm event khá là nhiều, đi ra ngoài khá là nhiều. Nhưng mà trong khoảng 2 năm trở lại đây thì thường là sẽ lùi lại một chút xíu để coi lại coi là mình làm được cái gì rồi, mình chưa làm được cái gì rồi. Và có cái khuynh hướng là ít xuất hiện ở công chúng hơn một chút xíu để mà dành thời gian để mà viết những cái mà mình chưa có viết được trong thời gian trước đó. Tại vì mình đi ra nhiều thì mình cũng phải có lúc lùi lại để mình nhìn lại là mình có làm được nhiều điều có tốt cho xã hội hay chưa, hay là mình có nên làm điều khác đi hay không. Và mình cũng phải học hỏi để mình luôn luôn tiến tới, chứ mình đâu có phải là người chỉ có biết chia sẻ. Mình nếu mình không học thì mình không bao giờ chia sẻ được hết. Cho nên là nhưng mà khi thầy Trường gọi điện thì Vân là yes thầy ơi. Là bởi vì là Phi Vân rất là ngưỡng mộ cái hoạt động của thầy, cũng như là những gì mà cái nền đã làm được ở Việt Nam. Và Phi Vân nghĩ là nếu mình có thể là một phần trong cái dòng chảy đó thì gọi nó. Cô Phi Vân biết không, cái người đầu tiên mà thầy nghĩ tới là bao giờ là Phi Vân. Phi Vân là một trong những người duy nhất trong nước mà đi khắp thế giới nhiều hơn thầy. Thế rồi thầy có cái cảm nhận rất là kinh khủng là mỗi một bước mà Phi Vân đi là một bước tạo giá trị. Và cái thái độ đó là một cái thái độ vô cùng quý báu, mà những cái tài sản mà sau này Phi Vân sẽ để lại cho các thế hệ sau này nó sẽ vĩ đại lắm. Cái đó là cái điều mà ngay cái nền bây giờ cũng muốn ghi nhận ngay, sợ rằng nếu mà đợi vài năm nữa thì nó nhiều quá. Thế thành ra là chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Thế nhưng mà cái việc làm của Phi Vân thì nó hay một cái là thứ nhất nó tạo động lực cho các bạn trẻ, thứ nhì là nó hướng dẫn và nó làm rõ mỗi chuyện. Tức là các bạn trẻ mà có cái gì mà ý niệm mơ hồ về cái gì đó thì cứ đọc Phi Vân xong là các bạn thấy rõ. Và thấy rõ cái gì? Thấy rõ trước nhất là cái tính nhân văn của mỗi cái sự việc. Chứ không phải là mình định nghĩa một cái gì một cách khoa học hay là một cách không. Cái góc cạnh nhân văn từ mỗi việc, từ mỗi yếu tố nó hiện lên. Thế thành ra là cái cuộc sống mà khi mà đọc sách của Phi Vân là nó trở thành một cái cuộc sống vô cùng đầy đủ. Nên cái này là một cái thực sự là một cái tài, chắc chắn là nó có một phần bẩm sinh, nhưng mà nó cũng là do cái tinh thần tự học của một con người đi đến đâu là ghi nhận đến đó và quan sát đến đó. Thì thầy cũng xin nói với Phi Vân là thầy ngưỡng mộ Phi Vân. Như vậy là em chúc mừng cô vì ít nhất hôm nay là chúng ta có đến 3 fan hâm mộ. 3 fan hâm mộ cô Vân đấy. Dạ. Nhưng mà là lúc nãy thì Trường có nói cô rằng là tròn đầy hạnh phúc. Và em cũng nhìn thấy trong ánh mắt của cô là khi nghe thầy Trường chia sẻ là cũng thật sự rất là hạnh phúc. Cô nghĩ gì trước những lời khen của người khác? Nếu như mà có ai đó tiếp tục những câu chuyện mà liên quan đến những thành tựu của cô, những giải thưởng của cô rồi và tỏ ra là rất là ngưỡng mộ cô, thì cô nghĩ gì ạ?
Phi Vân thật ra đi đến trong cuộc đời, đi đến cái hành trình của ngày hôm nay thì không mang trên vai những lời khen tặng hay là những cái thành tích của quá khứ, nhưng cũng không mang theo đó những cái sự chỉ trích, sự phê bình hay cái gì, hay là những cái lời nói tổn thương của người khác. Bởi vì mình hiểu là ở thế giới này 7 tỷ, 8 tỷ người thì là có 8 tỷ cách suy nghĩ khác nhau, và có 8 tỷ cách giao tiếp, tương tác với mọi người rất là khác nhau. Và nếu như vì họ khác với mình và họ nói những cái điều có thể là hay ho, tốt đẹp, hoặc là có thể là rất là tổn thương, mà mình sân si và mình dựa vào đó để mình có một cái định kiến về người khác, thì có lẽ là mình sẽ rất là khổ sở khi không bao giờ hạnh phúc được. Cho nên đối với chị Vân thì tất cả đều là không hết, tất cả là khen thì cảm ơn, nhưng mà chê thì cũng cảm ơn. Và mình qua xong rồi thì mình để chiếc đò ở lại và mình đi tiếp. Mình nhớ là mình sẽ luôn luôn nhìn xem là mình còn có thể làm tốt hơn được điều gì, mình có thể người hơn được một chút hay không, mình có thể thương người khác được thêm một chút hay không. Tại vì mình là người, mình đâu phải thánh đâu, đúng không thầy? Đôi khi em cũng được danh tị thầy, nhiều cô em phải Phi Vân cho phép thầy hỏi Phi Vân một câu rất là tàn nhẫn nhé. Dạ vâng. Là Phi Vân dùng từ nãy giờ đó là cái chữ hạnh phúc rất là nhiều lần. Dạ vâng. Thế nhưng mà thầy có cảm tưởng như là mỗi lần Phi Vân sử dụng cái chữ hạnh phúc đó là nó là do là Phi Vân đã bị thụi vào người rất là nhiều lần, và có những cái đau đớn mà Phi Vân không xuất phát ra. Và cái con người của Phi Vân có một cái khả năng như là những cái cú đấm đó nó như là đấm vào bông gòn thôi. Thế nhưng mà rút tiền cái bài học không biết như thế có thật không? Phi Vân nói đi. Em thấy thầy thầy nhận xét như vậy là hoàn toàn đúng. Tại vì thật ra em là con người nếu mà nói từ hồi còn trẻ và chưa có được cái sự dẫn dắt và chưa có được nhiều người dạy dỗ, thì thời còn trẻ của em khá là kiêu ngạo. Dạ thầy, cô ơi, cho em xin hỏi cô chi tiết được một chút là trẻ là bao giờ, bởi vì em 39 tuổi rồi và biết là cái điều đó là điều trẻ như thế nào cô? U30 ạ, dưới 30, nghĩ là nhỏ hơn em nhé. U30 thì ở cái thời, những cái thời như vậy mình thật là thiển cận, mình được học những cái thứ mà từ xã hội hoặc là từ môn trường hoặc là từ trường lớp nó sẽ khá là phiến diện về như thế nào là thành công hay là như thế nào là hạnh phúc. Ví dụ như tiền là hạnh phúc, ví dụ như thành công có nghĩa là phải lên báo, thành công có nghĩa là phải đi chiếc xe thiệt là xịn, 30 tỷ gì đó, giống như bây giờ người ta đang hay nói về cái chữ đó đó. Thì thật ra mình là con người, mình lớn lên, mình sinh ra và lớn lên trong một môi trường, thì đương nhiên môi trường, cái thế giới bên ngoài đó nó định nghĩa mọi thứ như thế nào, thì mình sẽ rất là bị dẫn dắt bởi những cái định nghĩa và những cái frame, những cái khu vực của thế giới bên ngoài đã đặt để cho mình. Và bất kỳ ai trong chúng ta sinh ra trong cái môi trường như vậy đều cũng sẽ như vậy, và Phi Vân cũng như vậy. Đó là chuyện rất là bình thường, và cũng đó cũng là lý do vì sao mà tới bây giờ thầy, em nghĩ lại thì em không bao giờ nói chuyện là tại sao con người đó lại như thế, tại sao họ lại không có biết điều như thế, tại sao họ lại ác như thế, tại sao họ lại không biết thương yêu như thế, là bởi vì họ được sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà nó nuôi lớn những thứ khác, chứ nó không nuôi lớn tình yêu thương, thì làm sao biết yêu thương. Thì cái đó nó là cái sự đồng cảm của mình đối với tất cả mọi người xung quanh. Thế trong những cuốn sách của Phi Vân có trả thù không? Khi mà mình gặp những cú thú vị như thế đó, thì mình có biết cái gì để mà mình làm cho cái thế giới nó đẹp hơn và nó êm đềm hơn không? Mà Phi Vân làm cái đó trong mỗi cuốn sách hay là trong một cái cuốn sách nào? Em nghĩ cái nếu mà nói thì là cái điểm mà kết nối em với độc giả tốt nhất là em luôn luôn nói ra sự thật. Cho dù sự thật đó rất là nghiệt ngã, cho dù nó là một cái nỗi đau đối với mình,
và cũng đó là lý do vì sao nhiều khi em viết sách mà em khóc hoài luôn hả? Và những lúc mà em ngồi em viết mà em khóc là những cái đoạn mà người đọc sẽ khóc. Đúng, điểm mấu chốt. Nhưng mà cái bản mime ấy, lúc đó biết có khóc không, hay là lúc đó thì đang tươi cười nhìn thấy cái thế giới cyber analytics, cái thế giới đó nó có khóc không? Thầy em nói bạn mime là thầy, bạn mime xuất phát điểm của bạn là khi mà em làm việc với các bạn trẻ mà đang có cái con AI mà nó đang nói chuyện với lại mấy chục triệu bạn trẻ ở Việt Nam, thì em nói các bạn là chạy data ra coi là các bạn trẻ nói về cái gì. Hay thì em thấy thì lúc đó em chưa có nghĩ tới bạn niên đâu, là lúc đó em chỉ coi xem là các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn teen ở Việt Nam, khi nói chuyện với AI á, các bạn hỏi những câu hỏi gì, vì em rất muốn biết. Thì top 3 câu hỏi đầu tiên mà các bạn nhỏ hỏi con AI và trò chuyện với con AI: một là về sex, hai là về trầm cảm, ba là về những câu chuyện không thể nói được với gia đình. Trời ơi, nghe tới đó là thầy biết em lặng người mà em không có thể thở được luôn. Tại sao mình để cho những người trẻ Việt Nam mình không nói chuyện được với... Cái chuyện đó thì thầy thấy nhiều, nhưng mà riêng cái cá nhân của Phi Vân thì Phi Vân có một cái mối quan hệ tốt với cha mẹ, với anh em không? Dạ, em thì ngày còn trẻ là không. À. Vì ngày còn trẻ là em là một đứa 100% bị thế giới này dẫn dắt. Bây giờ là U30 đấy ạ. Dạ, dạ. Em gặp rất nhiều vấn đề với ba mẹ, em gặp rất nhiều vấn đề với mọi người xung quanh, em gặp rất nhiều vấn đề trong cái cách nhìn của bản thân mình, tức là cái mình muốn, cái mình thấy, cái mình muốn nói ra, và cái sự khắc chế của thế giới bên ngoài đối với mình là một sự đấu tranh khủng khiếp, dằn vặt rất là nhiều. Cái chữ đấu tranh nó hay lắm, là bởi vì nên là thầy nhận được cả ngàn thơ. Đứa nào nói là còn đang đấu tranh. Thưa cô, nếu bây giờ mà cô được quay trở lại 30 năm trước và cô gặp cái phiên bản trẻ hơn của mình lúc đấy, cô sẽ nói gì hoặc cô có hành động gì với bạn Phi Vân tuổi 20? 30 năm trước là 20 tuổi. Là nếu mà được quay lại cái là mình sẽ date thầy Truyền thì ta thầy Truyền. Thầy Truyền mình date thầy. Xong rồi mấy nghĩ chuyện khác chứ 20 người ta lo chơi ai. Thế thì cho phép thầy lùi lại 50 năm. Cô phải xác định cho em là cái trẻ của cô là bao nhiêu ấy. Tại vì là đến lúc này mà thầy Trường vẫn nghĩ rằng là thầy Trường đang rất là trẻ. Thì em cũng nghĩ là em đang rất là trẻ. Phương thì dĩ nhiên là trẻ rồi. Thế nên ra là bây giờ em không biết là ai ở trong này là cao tuổi. Thế em... Câu hỏi khó. Không có. Câu hỏi khó. Thì cô biết vì sao mà thầy lại đặt câu hỏi đấy cho cô không? Bởi vì tuổi trẻ của thầy Trường và một phần đời của thầy Trường đã cũng rất là bồng rộng như thế. Thành ra là thầy chắc chắn có rất nhiều những sự đồng cảm, đồng điều khi mà nói chuyện cùng với cô cũng như là những tác phẩm của cô. Mà không biết là tại vì sao tất cả những tác phẩm mà thầy có thể tìm hiểu thêm về cô Vân ý, thì thầy lại rất là quan tâm đến mình. Mà em đố cô biết là thầy quan tâm cái gì nhất trong cuốn sách này. Cô đoán thử xem ạ. Chắc là đã mượn một nhân vật để mà nói những điều cần phải nói một cách dễ dàng. Nhưng mà theo cô là cái điều gì thầy Trường cực kỳ quan tâm khi mà nhìn hình ảnh của Nim và tưởng tượng bên ngoài đời ạ? Dạ không biết, cái đó chắc là không. Đây là một bí mật mà bây giờ chắc có lẽ em phải bật mí ra. Là trong cái lần mà chat ấy, thì thầy cứ quan tâm rằng là không biết Nim nó yêu và làm tình như nào. Em xin lỗi thầy vì em phải quá thật ạ. Chưa bao giờ nói ai. Tức là trong này có một cái phần chương, một cái phần nội dung mà tức là bọn em đọc là bọn em giật mình đấy. Tức là đây là máy nói, chứ không phải là người nói nữa, mà rất là giật mình, bởi vì có những điều mà nó hơn cả con người. Rất là giật mình. Thì em không biết là khi mà cô tìm hiểu và cô được thật sự là thực chiến trong một thế giới mà
quay cuồng như thế này, một thế giới công nghệ số, một thế giới mà AI nó như là một cái AI đấy, nó như là một cái câu chuyện là khi cuộc của thế giới hiện nay, thì cô có thấy choáng không? Sau khi mà cô đọc, cô hiểu và cô viết được sách như thế thì cô thấy choáng không ạ? Thì khi mà tiếp cận với các bạn trẻ làm về AI và học được là AI có thể làm cái gì và chứng kiến tận mắt cái cách mà các bạn sử dụng nó để nói chuyện với lại các bạn trẻ, đặc biệt là ở Việt Nam, thì là choáng lần một. Còn choáng lần hai là lúc mà mình đặt vấn đề với các bạn là bây giờ trong cuốn sách này hãy để cho bạn đó viết một chương xem như thế nào. Thực ra mình đưa ra thử thách đó mình cũng không nghĩ là nó có thể như là mình nhìn thấy. Thì nhớ cái buổi chiều hôm đó khoảng chừng 3 giờ là sau khi mà các bạn đã đúc cho bạn AI này xem hết, học hết cái cách viết của top 10 cuốn sách bán chạy nhất cho teen ở Việt Nam. Và trong đó có Phạm Nhật Ánh rồi mấy cái cuốn mà Nguyễn Nhật Ánh rồi mấy cái cuốn ngôn tình của mấy bạn trẻ viết á, mình mới đưa vô, mình đưa data vô cho bạn học. Bạn học xong thì chiều đó 3 giờ thì teen mới nói là bây giờ cô ready chưa? Là chỉ cần bấm nút enter là nó bắt đầu nó viết nha. Là trời, cái lúc đó là cái người của mình nó giống như là oh my god, giờ mình không biết mình có nên con enter không. Tại vì rồi mình bấm enter chuyện gì sẽ ra, giống như là đó là một thế giới hoàn toàn khác, mình không thể tưởng tượng được nó như thế nào. Thì khi mà ok kiểu như uống 5 ly trà xong rồi hít thở một tục lên, xong rồi thầy, xong rồi em hết sức là rõ ràng em bấm chữ enter và nó bắt đầu chạy ra. Và nó chạy ra tới đâu là em lặng người tới đó, bởi vì nó viết văn quá chuẩn. Quá chuẩn, và trong đây là em để nguyên văn, không cắt, không sửa bất kỳ điều gì để cho mọi người nhìn thấy cái sự thật. Thế nhưng mà Thúy Vân ạ, khi mà đọc cuốn sách này thì thầy thương Nim ở hai cái điểm. Là cái điểm trước nhất là bạn ấy không biết ngừng. Không có một lúc nào bạn ấy ngừng cả. Bạn ấy như là cái cuộc sống của bạn ấy nó chỉ có ý nghĩa nếu mà bạn phải đang làm cái gì. Thì không thấy một cái trang nào nói rằng là Niêm đang buồn ngủ đấy, Niêm ngủ đấy. Thì không có. Mình thương quá. Mình bảo thế này thì làm sao? Thế rồi cái thương cái gì nhỉ? Là bạn ấy nhận tất cả những cái đau khổ như là những cái trải nghiệm sung sướng. Bạn này là một cái bạn lạc quan đến cái độ của tất cả những bạn nào đang cái bi quan nên đọc cái cuốn sách này. Bởi rằng là nó chỉ lạc quan thôi chứ nó không có bi quan. Trời ơi, cái điều này là cái điều rất khó viết đấy. Tại vì phải nói thế này, là một số đông tác giả Việt Nam toàn nói chuyện buồn. Thầy không dám nói tên những tác giả Việt Nam, mà đôi khi có những tác giả mà nghĩa là buồn ú rũ luôn. Mà từ đầu ngày đến cuối ngày, mà từ đầu tác phẩm số 1 đến tác phẩm số N là đều chuyện buồn hết. Thế thành thử ra là cái mình cũng phải nhìn nhận là cái Nim nó đem lại một cái khí sống rất là lạc quan mà rất là năng động. Thế nhưng mà cái năng động đó là nó năng động không biết ngừng. Thành ra là đôi khi mình cảm tưởng như là cái trái tim luôn, là trái tim bằng máy. Thì Niên em muốn đặt Niên để mọi người có một cái góc nhìn rất khác về con người. Tức là bây giờ mình là người thì mình nghĩ là người làm vậy đó, nhưng mà bây giờ đối với một cái đứa máy, một đứa robot thì nó nhìn người nó thấy cái gì? Và nó thấy cái gì là đáng trân quý và nó muốn học cái gì ở mình. Thì giống như một chiếc gương soi. Nhưng mà cũng phải nói rằng là cái cuốn sách này đó là một cái cuốn sách mà các bạn trẻ đó nhất thiết là phải mua vào đọc. Bởi vì rằng là không đọc cái cuốn sách này thì mình sẽ không hiểu nhiều về cái tương lai của mình đâu. Đây là một cái lời mà cảnh cáo đấy. Ngoài cái cuốn này ra thì cái cuốn Mở Cửa Tương Lai là cuốn mới nhất của cô ạ. Nhiều Phương lấy Mở Cửa Tương Lai là cuốn năm ngoái đã được lọt vào top 10 cuốn sách đáng đọc nhất vào năm 2021 phải không cô? Thì hai cuốn này thì trong này có một phần rất quan trọng là máy cũng viết như tương tự như cuốn Nim ạ. Em cũng đã đọc và đã chiêm nghiệm rất là nhiều từ hai cuốn này. Thì em có một cái thắc mắc, tức là em vẫn chưa được cởi bỏ tấm lòng của mình ra, là bởi vì
khi mà em đọc về máy đấy, rồi em cũng nghe những lời chia sẻ của cô thì em thấy đâu đó cũng có chút sợ hãi. Em nói thật với cô là bây giờ mà hỏi em về công nghệ là em rất là tẩy luôn á. Em rất là sợ hãi, mặc dù em là một giảng viên nhưng mà em thấy hoang mang. Chết rồi, bây giờ làm sao? Thế giới nó cứ cuồng quay thế này, rồi mình đứng trước bao nhiêu sinh viên như thế nhưng mà mình cũng rất là mù mờ. Thế thì các bạn của em ấy có nói rằng là thế thì tại sao mình không chọn một cái cách sống khác? Nhiều khi mình quay về mình an trong tâm mình thì nhiều khi cũng là một sự lựa chọn. Và em cũng biết rằng là rất nhiều người cũng kiên tâm về cái sự lựa chọn này. Thì cô có thấy rằng là cái việc mà bắt nhịp với một cái đời sống kỹ thuật số, thế giới số cũng là một sự lựa chọn. Và mình không nhất thiết là phải đi theo những cái câu chuyện mà ầm ầm ồ ồ ở ngoài kia, thì liệu đó có phải là một sự lựa chọn không cô? Dạ, thì mình nghĩ là nó tùy thuộc vô cái mục đích sống của mình thôi. Tại vì giống như thầy Trường hồi nãy nói là mình trải qua đau thương thì mình mới biết yêu thương yêu nhiều hơn. Mình mới thật sự hiểu như thế nào là đau thương, như thế nào để mình có được lòng trắc ẩn và cái sự thấu cảm. Vì mình không trải qua sao mà mình có thể thấu cảm với người ta được. Giống như vậy, cũng như là bây giờ mình nói chuyện của máy hay của AI hay của robot, nếu mình không biết gì về nó hết, mình chọn là mình không cần biết gì hết, it's ok, đó là một lựa chọn của cuộc đời của mình. Nhưng nếu mà em gặp phải những người vì máy, vì công nghệ mà người ta phát đi, thì mình giúp làm sao đây? Thật sự nếu mình không hiểu về nó thì mình làm sao có thể giúp họ được? Mình làm sao có thể thấu cảm được là tại sao 0011 0011 chạy ra trên màn hình là cho nó bị điên? Tại sao á? Ví dụ như chỉ có một Thu Lai, chỉ có một bạn trẻ, bạn từ nhỏ tới lớn á, gia đình rất là bận rộn, không có nói chuyện với bạn, và bạn lại học công nghệ thông tin và bạn suốt ngày chỉ ngồi trên máy thôi. Tôi lại biết là bạn ngồi, mà ví dụ như mình mấy người mình ngồi với nhau đây, là mình nói cái gì bạn không có hiểu, bởi vì trong đầu của bạn nó chạy một cái thuật toán gì đó, bạn không có hiểu. Và khi bạn bắt đầu bạn nói một câu gì đó ra thì nó không có liên quan gì cả. Mà cô chứng kiến bạn như vậy trong một thời gian, sau đó mới bảo với, sau đó phải đưa bạn vô trong một cái nhóm các bạn trẻ khác để chi, đi đâu cũng dẫn nó theo, nói những câu chuyện cho nó hiểu, cho nó tham gia những cái hoạt động ở bên ngoài để từ từ hiểu thế giới mà tương tác với con người là như thế nào. Cái đó nó xảy ra rồi chứ không phải không xảy ra. Mà nếu như mình không thực sự không hiểu là công nghệ nó có hai cái mặt, có mặt tốt và cái mặt trái ghê gớm và nghiệt ngã như thế nào, thì rất khó để mình có thể giúp được những bạn như vậy. Cho nên thật ra thì Phi Vân nghĩ là mình có thể lựa chọn chỉ sống bình an không liên quan gì tới thế giới ngoài kia, hoặc mình có thể sống bình an nhưng hiểu rất rõ thế giới ngoài kia. Nhưng vì mình hiểu rất rõ mình càng bình an, vì mình biết mình nên lựa chọn như thế nào. Này, nghe Phi Vân nói thì mình muốn lùi lại 30 năm. Và mình muốn hỏi Phi Vân rằng là cái gì nó dẫn Phi Vân trên cái hành trình như thế này? Và nếu mà có cái gì nó thay đổi thì cái hành trình nó sẽ khác hẳn đi. Em thì thật sự là chỉ khi em thì sinh ra và em học cấp 3 là em học ở Việt Nam thôi. Rồi sau đó là sau cái hành trình đó em mới tự đi nước ngoài. Em tự đi bởi vì có một người nước ngoài nói với em là nếu mà Phi Vân với những cái khả năng của Phi Vân hiện tại, mà Phi Vân chỉ ở đây và chỉ rất là kiêu ngạo làm những thứ Phi Vân đang làm, thì có lẽ là phí cả một cuộc đời của mình. Và em vì cái lời nói đó mà em đã phải bỏ đi. Thì em đi qua Sydney. Cái đó chứng tỏ là Phi Vân là người biết nghe. Dạ, em thật sự rất là biết lắng nghe. Mà đặc biệt lúc trẻ thì nó cũng hơi tự ái nữa thầy. Chứ cũng phải là hay ho gì. Cho nên là vì sao mà Phương có thể nhìn thấy được và khóc được trong cái cuốn Tôi đi tìm tôi đấy. Dạ. Phương phải hỏi cô xem thử là cái hành trình mà cô những cái câu chuyện đi tìm mình của cô đấy, ở trong này em đọc em cũng khóc, như em đọc lâu lắm rồi đấy, từ ngày mà nó ra đời đấy. Dạ. Khi mà em cũng khóc rồi. Dạ. Có. Em cũng đầy thấu cảm chứ. Cuốn Tôi Tương Lai Và Thế Giới, Mở Cửa Tương Lai và Nim là ba cuốn nói về tương lai nhiều. Tuy nhiên với cuốn Tôi Đi Tìm Tôi thì cô
Vinh nói về quá khứ nhiều hơn. Dạ, cho nên tôi thì nó là những cái câu chuyện mà mình đã tương tác trên cái hành trình mình đi khắp nơi trên thế giới. Và đó chính là những cái câu chuyện mà nó dạy cho mình cách trở thành người. Này, khi mà đi khắp thế giới như thế đó, thì nước nào là cái nước nó gây ấn tượng nhất cho Phi Vinh nhỉ? Cái này cũng là một cái điều mà đáng nói cho các bạn lắng nghe. Dạ, hồi mới được đi với thầy hồi mới được đi là mình sẽ thích những cái kiểu như là Big City, thành phố lớn, xa hoa, Paris, London, Milan, kiểu vậy. Dạ, đi hồi cái thấy xong, thấy cái chỗ nào nó cũng, người ta cũng buồn khổ, giống nhau chỗ nào bởi vì thật sự ra là cuối cùng những cái gì mà nó động lại là những cái tương tác của mình với những con người trên hành trình. Chứ nó không còn bất kỳ một cái ánh đèn. Thế nhưng mà bây giờ nó thì cái văn hóa nào, cái vùng nào, miền nào trên thế giới này thì nó gây ấn tượng nhiều nhất cho Phi Vân? Dạ, nếu thầy hỏi em là nếu em bây giờ chọn ngay bây giờ có thể quay lại và có thể ở đó để mà sống rất là vui vẻ thì em sẽ chọn một cái làng rất là nhỏ ở biên giới của Amsterdam và Đức. Một cái làng cực nhỏ, nó như là một chiếc hạt dẻ vậy đó, nó xô ấm cúng mọi người mà mình cần hỏi cái gì thì sẽ dẫn dắt tay mình và dẫn tới nơi và gõ cửa. Thầy biết lắm, thầy biết lắm mà thầy cũng là từng mê một cái làng như thế, nó cũng như là bên Áo, bên Đức, bên Hà Lan, bên Thụy Sĩ, là những cái nước mà người ta có những cái nhà nhỏ, những cái đấy mà người ta sạch sẽ lắm, nghĩa là mình có thể nói là cái đô thị của họ sạch sẽ lắm, và cái con người của người ta ấm áp lắm. Trời ơi, gọi là người nào cũng như vậy hết. Mình giống như mình hỏi đường đấy mà họ dắt mình tới tận nơi đã, họ đi bộ đấy, dắt mình tới tận nơi đã, rồi xong rồi họ mới đi cái việc của họ. Dạ đúng rồi. Là em thấy mình thật là nhỏ bé vì em mới đi duy nhất một nước đó là Cambodia. Trong khi đó thì trường, thì thầy trường bao nhiêu thầy nhỉ? 60 người. Thầy không dám nói. Tại vì là thua Phi Vân là cái. Con chắc gần 100 nước rồi cũng thật. Bây giờ đến, nếu mà tính đến với hôm nay là 1.2. Và sẽ đi hết không có chừa nước nào. Thế thì thấy thì thầy thua sao? 200 nước mà cô đi được 120 nước rồi đó. Em có nhớ là em có đọc một cái bài viết, em không nhớ năm bao nhiêu nữa. Nhưng mà cô có gặp hình như là một người bạn, người nước ngoài hay là một đối tác ấy. Và sau khi mà chào hỏi xong thì người đó giới thiệu mình là ai, rồi sau đó hỏi cô là who are you. Thì cái câu đó bỗng nhiên khiến cho cô khựng lại và tự suy nghĩ. Thì không biết là bây giờ cô đã tự trả lời cho mình được câu hỏi là mình là ai chưa? Và mỗi giai đoạn thì mình, cái câu trả lời đó nó có khác nhau không ạ? Dạ có. Tại vì thật ra mình là một cái bản thể tiến bộ mỗi ngày. Một cái bản thể rất hy vọng là tốt hơn mỗi ngày. Đôi khi em cũng xấu đi. Là em cũng, em nói thiệt. Dạ mình vẫn rất là thông minh quá. Chứ mình đâu thánh đâu mà mình giỏi, mình tốt hoài, mình trong trẻo hoài. Các bạn nhiều khi mình cũng sân si một chút, hoặc là mình cũng ghen tị một chút. Nhiều khi mình quá không biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình làm cái chuyện gì xấu ấy, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái năng lượng của mình, thì mình không làm. Cho nên là mỗi thời đoạn nó sẽ là một bản thể hy vọng là tốt hơn. Đôi khi nó tệ hơn thì mình phải quay trở lại, mình lui về để mình detox và mình trả lại cho mình cái sự trong trẻo đó. Thế cái tinh thần phiêu lưu đó thì nó từ cha hay là từ mẹ nó tạo nên cái ADN đó? Em không rõ cái đó, là câu hỏi rất hay luôn á thầy. Tại vì cha mẹ của em thì lại là những người không có đi nhiều. Nhưng mà không biết sao tới em cái đặt tên là Phi Vân thầy. Đây Phi Vân. Chưa là Phi Vân. Cái này mới khám phá ra đi. Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên nó có ảnh hưởng kinh khủng đến cuộc sống.
em cứ về em nói với bà, em nói tại ba thôi à. Bà đặt tên vân thì mới đi dữ vậy chứ thường mình đặt tên khác nhiều khi nó thế nhưng mà khi em đi như thế thì mẹ em có phân vân không? Tại vì rất là lo lắng. Vâng. Dạ rất là lo lắng. Tại vì cái người phụ nữ mà con gái mà vào cách đây 30 năm yeah. Thì tất nhiên là khi vào thời đó thì đi không có an toàn. Mà là con út nữa. Ít nhất là vâng, à mà em ít nhất là con đầu út của mẹ nữa. Thế vâng. Yeah. Mẹ của em cực kỳ lo lắng cho nên thật ra là em sẽ chọn những cái gì cần nói và những gì không cần nói để giảm sự lo lắng. Ra thế, dạ. Ra thế. Em làm những cái gì mà em không nói. Cái đó là những nguyên cuốn sách của các bạn. Các bạn đón xem những gì vâng. Chưa nói nha. Thế thì phải đợi cuốn sách tới là dạ. Những cảm xúc mà, dạ. Ẩn của mình. Dạ. 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 Mà em viết xong cuốn đó là em về hù em trốn luôn các bạn. Để đi làm đó, để đi làm Amsterdam dạ. Thầy chưa dám viết cuốn sách nữa. Thầy một đời thương tiếc, một đời gì rồi đấy. Nhưng mà còn cái đời đó là chưa dám biết đấy. Chưa nói là chưa biết nha. Chưa biết rồi. Đấy, trong cái cuốn thứ ba của thầy ấy, thầy nói một cái khái niệm là kính chiếu hồn đấy. Thì thầy cũng nhớ hồi tưởng lại cái những cái năm tháng mà mình gọi là tái định nghĩa thì cuộc đời của mình là mỗi chặng đường. Thì em thấy là cái phần mà cô chia sẻ ấy, nó rất là đồng điệu với những suy nghĩ của thầy. Bởi vì là thực ra thì mỗi giai đoạn sẽ khác nhau. Giống như hồi nãy em cứ gặng hỏi cô là trẻ là trẻ như thế nào để em còn... Bây giờ em đang học bài học đầu tiên mà. Em gặp cô thì có lẽ em đang học thôi. Thì em đang nhìn vào mình xem thử là mình sau này mình phải biết về cái hành trình của mình như thế nào. Thì lúc nãy thì em có nghe cô nói là nói những gì cần nói và nói những gì không cần nói. Em đồng cảm đúng không cô ạ? Vì là thực ra là em cũng phụ nữ. Phương cũng phụ nữ, cô cũng thế, và ở đây chỉ có một người là không phải là phụ nữ, đó là đàn ông. Thì thành ra là em nghĩ rằng là thực ra phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam ấy, thì khi mà tham gia rất nhiều những cái hoạt động cộng đồng và chia sẻ rất nhiều những giá trị của mình cho cộng đồng, nhất là một cộng đồng ngoài kia có rất nhiều người đang cần cô. Như nãy cô cũng nói rằng là cũng có nhiều bạn là sống mà như không ăn sống. Thế thì mình có nhiều rất là nhiều những trăn trở. Và em cũng muốn nghe chia sẻ của cô là thật sự cô vượt qua cái điều đó như thế nào. Bởi vì cô phải dành rất nhiều thời gian riêng tư của mình, rồi cũng dành cho những người thương của mình, rồi cũng phải dành cho những người thương ngoài kia, rất vân vân. Và đến ngay hôm nay cô 50 tuổi, thầy Trường 75 tuổi. Thôi sao em không biết ra vậy? Hôm qua em nói em 18, hôm nay là tuổi thì tôi xin khuyến mãi. Đây là gọi là tuổi triết học, còn tuổi tâm hồn thì chắc có lẽ là đây ơi, cũng khoảng 16 thôi. Mấy mấy tuổi thôi. Dạ, khoảng 16 thôi. Thì dạ, tuổi tâm hồn 16 mà người. Tuổi tâm hồn 16. Mấy tuổi, đó là tuổi triết học thôi. thì cô ơi, cái việc mà chúng ta vượt qua cái điều đó nó như thế nào cô? Em có bổ sung là tức là trong khoảng 5 năm mà em dõi theo cô ấy thì em rất là ngưỡng mộ cái sự bền bỉ, cặm cụi và nỗ lực mỗi ngày, từng bài viết, từng ngày cái postcard, ngày nào cũng có luôn ấy. Tức là cái việc mà để mà cô vượt qua, để cô dành thời gian, cô làm những cái điều đấy, cái sự trăn trở và cái động lực chắc là rất là lớn từ bên trong. Phi Vân nghĩ là mình quá may mắn khi được đi rất nhiều nơi, khi được gặp quá nhiều người giỏi, khi được gặp quá nhiều người hay ho, nhiều người có cái tình yêu thương vô bờ bến mà mình không thể tưởng tượng được. Khi mà mình đứng trước những người như vậy á, cái sự ích kỷ trong con người mình á, nó giống như là nó làm cho mình phải bị nó làm cho mình thấy xấu hổ. Tại mình là con người, mình phải có sự ích kỷ, mình phải có sự sân si, tham lam ở trong người. Thì khi mình đi nhiều, mình gặp nhiều những con người mà người ta ở cái phía bên kia của cái chữ đó, thì nó làm cho mình giật mình, nó làm cho mình soi rọi chính bản thân của mình, và nó thấy làm cho mình cảm thấy quá nhỏ bé. Và thật sự ra là chính vì được đi, được gặp và được học như vậy thì Phi Vân mới được như ngày hôm nay. Chứ nếu không thì chắc là có lẽ cũng lại là một đứa lăng lăng lông lóc trong cuộc đời, rồi lại sân si, rồi lại tham lam, rồi lại làm vì những cái thứ vật chất khác chứ không phải là những điều mình đang làm.
Cho nên với cái lòng biết ơn đó và với những cái trải nghiệm như vậy thì Phi Vân thấy là mình nên kể lại. Kể lại chính cái hành trình đó của mình, chính những cái cảm xúc đó của mình. Kể về những con người mình đã gặp như thế trên cái hành trình cuộc đời của mình. Để nếu như mà mình cảm thấy mình nhỏ bé khi nghe câu chuyện này thì có lẽ cũng có rất nhiều người sẽ có một cái cảm xúc giống như vậy và có thể là cũng sẽ thay đổi giống như mình đã từng thay đổi. Phi Vân rất là đơn giản, cái gì nó giúp cho mình lớn lên được thì mình trả nó lại, mình kể nó lại cho người khác. Còn điều đó nó có giúp cho người khác được chuyển hóa hay không thì nó còn tùy vào rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ là cái câu chuyện của mình. Có khi câu chuyện của mình làm cho người ta dừng lại hết hồn một chút, xong rồi sau đó tự nhiên gặp thầy Trường, cái thầy Trường nói một câu gì đó, thế là ngày hôm sau chuyển hóa chẳng hạn như thế. Thì dạ, cho nên nó là Phi Vân không có một cái plan, không có kế hoạch, không có chiến lược gì hết. Mọi người đừng nghĩ nó quá phức tạp. Phi Vân chỉ kể lại những câu chuyện cực kỳ đơn giản một mạc trong cuộc đời của mình, trong cái hành trình cuộc sống của mình. Cái gì đã làm cho mình đau, cái gì đã làm cho mình trăn trở, cái gì đã làm cho mình rơi nước mắt, cái gì đã làm cho mình thấy nhỏ bé, cái gì đã làm cho mình thấy sự ích kỷ của mình thật là tồi tệ. Vậy thôi, kể rất là thật sự, rất là thật. Và cũng không có văn vẽ gì luôn thầy. Em là viết, nói làm sao viết như vậy. Em biết không? Thầy nói một cái rất long trọng. Là khi nghe em nói như thế là thầy thấy em là con người vĩ đại. Không. Dạ. Tại vì em biết không? Người khác cũng không xuất phát được như là em đâu. Và không cũng không là hiểu sâu đậm được cái việc mình nhỏ bé như thế nào đâu. Em biết không, những cái người vĩ đại họ có những cái điểm rất là tương đồng là như thế này. Trước nhất là họ thấy họ nhỏ. Những người vĩ đại toàn thấy họ nhỏ. Chuyện thứ nhì là họ làm cái gì đó, họ cũng làm cách rất đơn giản, không có phức tạp, không có hoa hòe, hoa sói. Chuyện thứ ba đó là họ không ngần ngại nói về sự thật. Họ không sợ sự thật. Đúng rồi. Và thứ tư đó là họ sống hoàn toàn hài hòa với cái tư duy thật và tư duy đơn giản của họ. Khi người ta trông thấy em trang phục, người ta biết là em là người vĩ đại. Tại vì là em không cần phải được hoa hòe, hoa sói. Thầy nghĩ là cái này có thể là quyến rũ không, nhưng mà em là một cái biểu tượng cho cái người phụ nữ Việt Nam mà rất là hào hùng. Em biết không, vào một cái thời kỳ khác đấy, thầy nghĩ rằng là Trương Chắc, Trương Nghị cũng thế thôi. Là bởi tại sao không ngại ngùng trước cái công việc, thấy một cái núi việc trước mặt mình không ngại ngùng. Mà rồi 1, 2, 3 không đặt những câu hỏi mô hình, mô hiếc gì, rồi phương trình, phương chức gì. Mình bảo có việc phải làm, mà làm cái gì? Làm đơn giản. Và với một cái lòng khiêm tốn bao la, biết rằng mình vẫn là khi Trương Chắc, Trương Nghị mà cứu nước, có lẽ hai bà cũng nghĩ rằng mình là con người rất nhỏ bé. Nhưng mà làm là làm. Thế thì cái đó là cái điểm mà cái người đàn ông là thầy cảm nhận được ở người phụ nữ Việt Nam một cách rất là sâu đậm. Người phụ nữ Việt Nam nào cũng có cái đó và cái tính hào hùng đó, nhưng mà ở Phi Vân thì nó thể hiện rõ ràng lắm. Thế thành ra là ở đây thì thầy xin phép nói một cách rất long trọng là một người đàn ông Việt Nam như thầy cũng là một người tiêu biểu, xin tỏ lòng kính trọng đối với tất cả các phụ nữ Việt Nam và đối với Phi Vân là cái trường hợp cá biệt riêng. Mà đây là cũng là nhân dịp mà mùng 8 tháng 3 sắp tới thì thành ra là thầy đây thì thầy cũng nhìn cái camera mà thầy xin tỏ lòng rất là kính phục, trân trọng với người phụ nữ Việt Nam là yêu đủ mọi, yêu cả chồng, yêu gia đình, yêu hết, yêu tổ tiên, rồi cúng bái đủ hết cả, làm cơm, làm nước, làm tất cả, không có mà được. Thế rồi khi mà đó lại còn cứu nước thì thực sự không còn có cái ngữ vực nào để mà diễn tả được cái sự hào hùng đó. Em nhớ một câu mà cô đã viết trong cuốn Tơ Đi Tìm Tôi. Em không biết là có phải cuốn này, đúng rồi. Thầy cô nói là đỉnh cao của sự tinh tế là tần cùng của sự đơn giản. Phải không?
tức là em đang cảm nhận là rất là đơn giản, mà mọi thứ đơn giản để tạo ra một cái sự tinh tế. Và trong những cái diễn đàn rất lớn mà khi mà cô chia sẻ những cái kinh nghiệm, những kỹ năng, những kiến thức của cô, kể cả chuyên môn trong cái ngành nhường quyền ấy, mà em đã chứng kiến cả thần thái, cả cách cô phát biểu, thì cô đều nói rằng là hãy yêu văn hóa của đất nước mình, hãy yêu văn hóa. Có phải vì thế mà cô luôn luôn xuất hiện rất là đơn giản, với một chiếc khăn, với cả một cái trang phục gọi là đơn sắc, trang phục của cô lúc nào cũng đơn sắc, và bọn em mới khám phá ra rằng là gần như là màu đen, rất là đơn sắc. Cô đúng rồi, rất là đơn sắc luôn. Thì có phải như thế không cô? Thì tôi nghĩ là cách mình suy nghĩ, cách mình tư duy và cách mình sống là nó rất là giống nhau. Mình tư duy đơn giản thì mình sẽ thể hiện trong cuộc sống rất là đơn giản. Nhưng mà một điều mà khiến cho Phi Vân càng ngày càng đơn giản hơn nữa là mình hiểu là sự phức tạp không giải quyết được vấn đề. Thứ nhất là sự phức tạp không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thứ hai nữa là những cái sự lung linh mà thầy nói hoa hòe hoa sói đó, thì nó có quá nhiều và nó chỉ làm cho người ta bị lạc đường mà thôi. Chứ nó không giúp gì được cho ai hết. Đặc biệt trong xã hội Việt Nam thì hoa hòe hào sói là cực nhiều, là nói thẳng luôn, là quá nhiều. Nhưng vì thí dụ mình không hiểu tới á thì mình mới phức tạp, mình không hiểu được hết á thì mình mới làm cho nó mơ hồ. Mình không có đạt được cái đỉnh thì mình mới thêm đèn rồi thêm hoa rồi kim tuyến phù hòa thêm lá. Chứ còn mình đã tin, gọi là mình đã đạt được cái essence, mình hiểu nó đến cái essence rồi á, cái tinh chất của nó rồi á, thì nói ra cho nó nhanh. Mình gọi là nói toạc món heo ra. Nhưng mà em tò mò cô ơi, nếu mà cô làm mẹ đấy, em cũng là mẹ của hai cô con gái, cô cũng là người mẹ của một bạn teen rất là dễ thương. Thế nhưng mà có đơn giản không cô? Làm mẹ trong thời đại số này có đơn giản không? Làm mẹ trong thời đại số rất không đơn giản, bởi vì mình phải rất là teen như bạn, rất là biết sử dụng công cụ như bạn, rất là nghĩ như bạn, chơi như bạn và rất là teen như bạn. Cộng với mình phải thấy được cái tương lai phía trước nó là như thế nào để mình chia sẻ với bạn. Thành ra là đối với lại bạn team nhà của chị Thu Vân thì nếu như mà đi ra ngoài chơi, hai đứa đi chơi chung, đi hai đứa là cô Phi Vân với cả hai đứa không mà nhưng hai đứa bạn rồi đó. Đi chơi thế thì là bạn team có đôi khi là phải mẹ bớt lại. Cái đời sống gia đình của Phi Vân không thể hiện nhiều trong sách của Phi Vân, thì không biết là cái đó là một cái khuynh hướng tự nhiên hay là một cái sự cố tình của người nhà bác. Dạ, em có hai cái ý tại sao nó lại như vậy. Thật ra trong cuốn Tôi đi tìm tôi em có viết một cái chương về chuyện là em ly dị nè, rồi em đi thiền, rồi em khóc ở trên núi như sao. Và em thấy mình thật là tồi tệ như thế nào trước đó. Mà em viết xong có nhiều bạn đọc nói sao chị có thể dũng cảm như thế, dám viết ra cái sự thật. Một cái sự thật mà người ta sẽ giấu đi. Dạ. Thì thật ra em cũng có kể, nhưng em không kể nhiều. Thầy biết tại sao? Tại em thấy cái thời Facebook á, ai cũng đăng về tôi nhiều quá rồi. Bây giờ ai cũng tôi hết thì ai nghĩ đến người khác. Nên em chỉ kể chuyện những cái gì mà nó có liên quan tới người khác, mà nó giúp được người khác. Còn về tôi thì không cần phải kể. Còn ví dụ như lâu lâu thầy muốn biết em kể nguyên ngày cho không, mời thầy đi ăn. Thầy mời cô đi ăn chứ. Thì lúc đó thì mới cô kể mời được. Thầy đi ăn rồi. Em mời qua mời lại để kể. Nhưng mà thầy muốn biết cuộc đời của cô thì cô cũng muốn biết cuộc đời của thầy. Thành ra là cứ hết bữa ăn này thì người này chia sẻ, qua bữa ăn kia người khác chia sẻ. Thầy thì hoa mày hoa sói lắm. Lần gần đây nhất mà cô khóc là vì do gì? Lần gần đây nhất mà khóc là bữa đó ngồi viết, nhờ có một người bạn, chồng của cô đã mất rồi vì bệnh ung thư. Và đó là một gia đình rất là thân. Và thật ra thì Phi Vân thân với chị này, nhưng mà không có thân với lại ông xã của chị lắm. Nhưng mà có tới nhà chơi hai lần. Và
thực ra mình gặp người đó không nhiều, nhưng mà mình có cái tần số á thầy, tức là mình có cái sự đồng cảm, chỉ một vài những cái điều đơn giản, ví dụ như là đi khắp nơi trên thế giới nhưng mà ngồi ăn cơm với rau muống hay là ăn cá kho thì anh gấp cho mình một đũa rau thầy, thì cảm động rồi. Là đủ cảm động rồi. Thì nhớ những cái chi tiết như vậy. Thì đến ngày giỗ của ảnh vừa rồi thì cô có nhờ là viết lại một cái bài về cái cảm nghĩ của mình về người đó. Giống như là cái điều anh. Dạ giống như vậy á thầy. Thì em ngồi em viết mà em khóc quá trời quá đất luôn. Viết gì đâu, viết là ảnh gấp cá cho mình sao. Rồi viết là đơn giản. Rồi một vài những câu nói mà anh đã nói là mình còn nhớ. Rồi anh ra vườn bắt cái ghế đậu leo lên hái cho mình cái khế mà khóc thầy. Ta nhớ những cái như vậy đó là những cái tình cảm thiêng liêng với con người Thế nếu mà bây giờ mình hướng về tương lai thì cô Phi Vân có một cái thông điệp nào cho các thế hệ đi theo sau mình không? Và cô có một cái chương trình làm việc nào nó giúp cho các thế hệ trẻ tiến bộ hơn hay là đi theo đúng cái tư duy của cô không? Về tương lai thì em là người rất là tin tưởng là nếu mà mình muốn hội nhập vào trong cái tương lai ở phía trước mà nó rất là nhiều con số và nhiều máy như vậy á, thì điều đầu tiên mình cần làm đó là mình nên hiểu cái tương lai đó. Mình nên học về công nghệ, mình nên hiểu về digitalization là cái gì. Mình nên hiểu 0011 nó là cái gì và nó có thể làm người ta go crazy kiểu gì. Nó có thể tốt cho mình như thế nào và nó có thể thiệt là xấu cho nhân loại kiểu gì. Theo cô thì trong 30 năm nữa thì nước Việt Nam chúng ta sẽ giống cái gì? Và so sánh các nước khác thì sẽ nằm ở trong cái nhóm gì? Em sẽ nhìn đó từ cái góc nhìn hiện tại để em đánh giá. Em thấy là đến giai đoạn hiện tại á, ví dụ như nói là tiền ảo đi, tiền điện tử crypto, thì Việt Nam là đứng thứ hai trên thế giới về việc là trading, mua bán tiền ảo. Nếu nói về metaverse là cái địa ốc ảo thì Việt Nam mình lại có một vài những cái công ty đi đầu trong việc tạo ra những cái game và những cái không gian ảo như vậy. Và hôm bữa là em đã gặp một bạn rất trẻ đang làm chuyện đó và bạn đã bán sổ hồng của bất động sản ảo rồi luôn. Thì là mà ngày hôm nay các bạn là tức là nó đang xảy ra. Thì em nghĩ là chính công nghệ đã làm rút ngắn mọi cái khoảng cách về kinh tế rất là nhanh, đặc biệt là kinh tế số giữa Việt Nam với rất là nhiều nước trên thế giới. Cho nên là em sẽ nhìn thấy 30 năm nữa nó sẽ là một cái không gian ảo như vậy đó. Và tất cả người Việt Nam của mình đó, là vì mình chưa hiểu giá trị thật nhưng mình rất thích những cái gì ảo. Đúng rồi. Quá sâu sắc. Chính xác. Quá sâu sắc. Mình chưa bao giờ dám nghĩ như vậy cả. Cô nói thêm đi. Rất muốn nghe cô. Cho nên đó là em nghĩ là những cái thứ giống như là mình đang nói là metaverse, hay mình nói về tiền ảo, hay mình nói về thành phố ảo, công việc ảo, nói về những cái ngành nghề mà nó chỉ xuất hiện khi mà cái bất động sản ảo đó nó được hình thành. Ví dụ như tôi chỉ làm những trải nghiệm ảo mà thôi. Ví dụ như là tôi chỉ bán đôi giày ảo chứ tôi không bán đôi giày thật, đúng không? Thì Nike đã bán đôi giày ảo rồi và mọi người vẫn mua. Và bây giờ mọi người rất nhiều về NFT, là những cái tài sản ảo. Và những tài sản ảo đó là mình chỉ cầm cái certificate trong tay thôi, chứ mình không có cầm được luôn cái sản phẩm nó là cái đúng gì rồi. Hết đúng không ạ? Thì mình rất là very soon, rất là nhanh thì Việt Nam sẽ move lên trên đó hết. Và các bạn trẻ sẽ move lên trên đó hết. Và các bạn trẻ cũng không cần biết là nắm tay là nó có cảm giác như thế nào. Rồi mai mốt là sex ảo luôn thầy. Bây giờ thế giới đầy rồi. Thì á, mình nó sẽ đặt ra cho mình câu hỏi là cuối cùng á, là làm người là làm gì? Mình sinh ra mình phải con người không, hay là mình là một cái bóng ma ở trên cái thế giới ảo? Thế thì mình hiểu được tại sao mà Elon Musk đang muốn dẫn cả nhân loại đi đâu ấy.
mấy tỷ cây số. Em còn nhớ là cô có chia sẻ là nếu như mà một ngày nào đó mà phải ra một cái vùng hoang đảo mà chỉ được cầm một cuốn sách theo thôi đấy, thì cô có chia sẻ về cuốn Kim Cang đấy, Kinh Kim Cang ấy, thì em rất là xúc động khi cô nói lý do vì sao mà cô lại mong muốn giữ bên mình cái cuốn Kinh Kim Cang ấy. Cô có thể chia sẻ, bởi vì là thực ra thì cô nói rằng là cả một cái chặng đường làm người, một hành trình làm người bất kỳ ai thì cuối cùng rốt cuộc cũng quay trở lại cái chân lý làm người thôi. Thế thì khi mà sống trong một cái thời đại như thế này mà để cho chúng ta bình an hơn, bình an có nghĩa là như cô nói rằng là hiểu hết tất cả mọi thứ nhưng mà mình vẫn bình an ấy, thì theo cô thì cái thông điệp mà cô muốn gửi gắm đến cái hành trình làm người của người trẻ đấy ạ, từ những cái suy ngẫm của cô, từ những trải nghiệm của cô, thì cô sẽ nói điều gì? Phi vẫn nghĩ mọi người sinh ra đều cuối cùng muốn được yêu thương và muốn hạnh phúc hết, không có cái gì khác hết. Mọi người trên thế giới đều như vậy, từ người giàu nhất mà mình đã gặp đến người mà mình ngồi uống cà phê bên lề đường không quen cũng như vậy. Và thế hệ ảo của chúng ta, những thế hệ ảo của Việt Nam sắp tới khi move lên trên cái không gian đó, họ sẽ kỳ lạc lối, họ sẽ cực kỳ không hạnh phúc, họ sẽ go crazy, họ sẽ bị điên. Vì cuối cùng họ không biết là cái thế giới ảo đó mang đến cái gì trong cuộc đời này, và họ không thấy có ý nghĩa gì cả. Đến một lúc nào đó họ sẽ tự tử ảo. Tự tử ảo là gì? Là giết mình ở trên đó để quay trở về với lại con người thật của mình. Đó chính là cái tương lai của thế giới này, người ta sẽ tự tử ảo để trở về làm người. Sợ quá, nói rồi nha gà cô, tiền luôn đó cô. Trong cái cuốn sách mà Quẩy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới ấy, Phương nhờ Phương lấy cuốn Quẩy Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới, thì khi mà em đọc được rất nhiều những cái lát cắt, những cái những câu chuyện mà cô hành trình, tức là đây chỉ là những lát cắt thôi, cũng không phải là tất cả những gì mà mọi người có thể cảm được về thế giới bên ngoài. Nhưng mà khi mà cô để em để ý là cái thông điệp và cái câu chuyện chung của tất cả những lát cắt của cô đấy, thì cô hay để ý là cái sự thấu cảm cái người với người. Đây, cuốn sách mà em cảm thấy là sâu sắc nhất về cái cuốn Một Đời Quản Trị của thầy Trường ấy, thì chốt lại một câu thôi, đó là thực chất cuối cùng cũng chỉ là người với người mà thôi. Thì cô rất để ý những cái đó. Ví dụ như là tới Trung Quốc thì cô để ý cái chuyến tàu Hàng Châu rồi là tới Hàn Quốc thì cô cũng để ý cái cách uống rượu soju của nam và nữ, và cô cũng đã uống và đã say xỉn ở cái những cái không gian mà cô cùng với các bạn trẻ. Thì ngoài những cái câu chuyện đó ra thì em còn thấy cô đúc kết một cách rất là tinh tế khi mà cô chuyển những câu chuyện đó trở thành cái câu chuyện văn hóa. Rốt cuộc rồi là cũng người với người, rốt cuộc rồi là chúng ta có nhìn vào mắt nhau, có nắm tay, có cảm giác hay không, rồi là chúng ta uống trà có cảm thấy là ngon hay không, vân vân. Thì cô nghĩ gì về văn hóa của người trẻ Việt Nam và những trăn trở của cô, những ấp ủ của cô được truyền tải trong những cuốn sách của mình, và cái cách mà cô đang làm đổi mới và sáng tạo, đúng không ạ? Và chúng ta đang ngồi trong một cái không gian là viền sáng tạo, đổi mới sáng tạo của Đại học Kinh tế đấy, thì với những cái câu chuyện mà cô đã làm, đang làm và chắc chắn là sẽ làm về người, cùng người trẻ, về người trẻ và cho người trẻ, thì cô nghĩ như thế nào về văn hóa người trẻ? Phi Vân nghĩ là nếu mình muốn đồng hành với các bạn trẻ thì mình phải nói ngôn ngữ của các bạn. Cho nên là thật ra tất cả những cuốn sách mà Phi Vân viết thì ví dụ có cái cuốn thì ngôn ngữ rất tin, hoặc có cuốn là chỉ nói về sáng tạo, hay là nói về tương lai, hay nói về nghề nghiệp, tức là những cái đề tài mà các bạn trẻ rất là quan tâm. Nhưng mà đó chỉ là sự khởi đầu, đó là mình chỉ có được sự quan tâm thôi. Còn khi mình đã có sự quan tâm rồi thì tất cả những cuốn sách này thật ra nó đều là những cuốn sách về cuộc đời và con người. Đúng rồi. Đó là triết lý sống thôi mà, chứ nó không có công nghệ gì trong đây hết trơn. để làm gì? Để cuối cùng đó là Phi Vân rất là mong, hồi nãy Phi Vân nói là họ sẽ tự tử ảo để trở về làm người thật, thì mình phải chuẩn bị cho các bạn những cái món quà để các bạn có thể trở về. Tại vì mình không muốn các bạn sẽ lạc mất và sẽ không tìm được đường về từ trên cái thế giới ảo đó. Cũng chỉ là những cái quan hệ giữa con người với con người để là chúng ta có thể sống với nhau và mang lại cho nhau cái sự hạnh phúc và mang lại cho nhau tình yêu thương hết. Đúng. Cuộc đời quá đơn giản,
nhưng mà mọi người làm cho nó quá phức tạp đó. Bây giờ mình nhưng mà cô Thủy Vân làm thế này này. Dạ. Là khi mà mình thấy các bạn trẻ nói chuyện với nhau dạ, vâng. thì họ không nói được như mình đâu. Dạ vâng. Là họ phức tạp hóa bao nhiêu, thế mà câu chuyện của họ thì là ngắn ngủn. Thế trong khi mình thì mình đang đơn giản hóa thế này. Yeah. Và cái câu chuyện của mình nó xúc tích vô cùng. Đấy. Thì cái điều đó nó là một cái mâu thuẫn mà mình khó giải thích đấy nhỉ. Dạ. Em nghĩ là như thầy là thầy đã trải qua rồi, thầy đã hiểu hết rồi. Thì những người như thầy với em mình sẽ nói một câu nó ngắn quá. Dạ. Nhưng mà nếu mà thầy đi đứng trước các bạn trẻ, thầy cũng kể chuyện đó thôi. Thầy kể chuyện tình yêu rồi romantic đồ tùm lum lum đủ thứ đúng không? À, đó, thầy kể chưa hết đâu cô. À, kể quá trời chuyện luôn, là cũng dẫn dắt mọi người đến với cái sự đơn giản. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu mình chỉ nói đơn giản thôi thì rất là khó để có thể. Nhưng mà thầy xin phép hỏi cô một cái chuyện như thế này là nó chính xác hơn một chút. Dạ. Là nếu mà mình nghe Alan Phan dạ. Đó là một người bạn rất là yêu nước Việt Nam. Yeah. Bạn ấy quá cố rồi. Thì bạn ấy có nói rằng là có ba cái lĩnh vực yeah. mà nước Việt Nam chúng ta là phải cố gắng tiến bộ. Yeah. Đó là nông nghiệp, yeah. du lịch và công nghệ thông tin. Yeah. Thế thì cô nghĩ sao về cái tư tưởng của Alan Phan? Dạ. Em thì là người hoạt động khá là nhiều và sôi nổi trong innovation, tức là về công nghệ. Yeah. Và đặc biệt là đầu tư rất dễ thương, là đầu tư thiên thần vô giờ các bạn startup về công nghệ. Cho nên là đầu tiên hết em nghĩ đó là một cái kênh mà nó sẽ dễ nhất, mới nhất và nhanh nhất để giúp cho Việt Nam mình trong tương lai. Vì các bạn trẻ đang ở đó hết. Yeah. Và mình nên làm tốt cái chuyện này để mà thay đổi được cái level của Việt Nam. Đương nhiên thế giới chạy về phía của những cái con số ảo và thế giới chạy về phía của những cái công nghệ mới, nhưng mà thế giới này vẫn phải ăn. Thế giới vẫn phải ăn. Thế giới vẫn phải mặc, thế giới vẫn phải sống. Cho nên là có rất là nhiều bạn bè của em làm ở những cái công ty công nghệ rất lớn trên thế giới. Khi mà qua Việt Nam chơi và ngồi uống bia lề đường với em thì sẽ nói là Phi Vân ơi, mình phải quay về với những cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống này. Ví dụ như là trồng lúa, ví dụ như là trồng khoai. Bởi vì cái đó nó chính là cái sự sống. Đúng rồi. Chứ không phải là một cái máy để mà đo máu giống như Theranos mà nó biến thành một cái câu chuyện backlash, một câu chuyện mà cú lừa thế kỷ mà chúng ta đã nhìn thấy trong một thời gian vừa qua. Đúng rồi. Thì em nghĩ là mình có cái cơ duyên để mình làm tốt cả hai cái điều này. Và mình có biết không, thầy Phi Vân cũng biết là thầy cũng làm về nông nghiệp. Dạ. Thì mình thấy rằng rất nhiều bạn sau công nghệ thông tin mà kiếm được một số tiền khá lớn rồi. Yeah. Tại vì ở nước Việt Nam chúng ta muốn kiếm tiền thì chỉ có công nghệ thông tin và địa ốc thôi. Yeah. Thì họ lại trở về với thiên nhiên. Yeah. Và họ đi vào nông nghiệp. Yeah. Đấy. Và một số đông hiện thời có thể nói rằng họ rất hạnh phúc. Yeah. Có một số bạn là sống một mình luôn. Yeah. Ở trong rừng. Yeah. Mà rồi trồng cà phê đó là không chặt cây. Yeah. Là có cái giữa hai cái cây lớn đó, họ trồng cà phê giữa hai cây lớn, họ cứ trồng như thế thôi rồi họ hái, và cái cà phê nó ngon vô cùng. Yeah. Và họ hạnh phúc vô cùng. Yeah. Vì hỏi rằng là em ấy, em không có vợ, em không có. Hỏi em có người yêu anh, đúng không? Không có. Em chỉ có một người yêu thôi, là cái rừng. Thế thì nói thế đó, là cũng để nói lên rằng chúng ta cũng không phải là chỉ có thế giới ảo không đâu. Yeah. Chúng ta có những cái con người rất thật mà sống với một cách rất đơn giản. Thế thì không biết rồi sau này trong cái tương lai của nước Việt Nam chúng ta thì cái phần nào nó cao sẽ hơn. Nó sẽ có cái tải trọng nhiều hơn. Em rất là appreciate những người như vừa thầy vừa mới nói, bởi vì em nghĩ là họ đã sống trong tương lai rồi. Đó chính là tương lai. Yeah. Hay quá. Thì cái này đó là đúng là tương lai. Thế nhưng mà thầy muốn nghe từ khi mình nói của mở cửa tương lai. Yeah. Đại khái nó là tứ khoái.
đi tự ảo mình trở về tư khoái. Yeah. Đấy. Thì vâng. Thế nhưng Phi Vân nói thêm đi, tại vì rằng là khi mà mình được ăn ngon, thì biết đâu là nhờ cái ăn ngon đó mà chúng ta lại có thể chế ra những cái thế giới ảo khác sao? Dạ. Em nghĩ là cuộc đời mà cái gì nó cũng tới, nó sẽ giống như life cycle, nó sẽ lên đỉnh và nó sẽ thoái trào. Thì hiện nay tất cả những cái thứ mà người ta đang sống chết vì nó, cái thế giới ảo mà chúng ta nhìn thấy, cái robot AI mà chúng ta nhìn thấy, tất cả những thứ đó nó đang trên đà, đang đi lên rất là dữ dội và tất cả mọi người đang ở đó. Nhưng mà những người mà người ta nhìn xa hơn cái ngọn núi trước mắt thì người ta sẽ thấy cái cánh đồng tiếp theo đó là cái gì. Và như hồi nãy em nói là trong khi mọi người đang chuẩn bị để mua bất động sản ảo ở trên Metaverse, thì em đi mua đất để em làm cái vườn, để em về đó em ở, em nuôi gà. Thì vì em nhìn thấy là sau cái ngọn sóng này nó sẽ là cái bến đến tiếp theo. Và mọi người khi mà đã rất là khổ sở ở trong cái thế giới ảo rồi thì mọi người sẽ quay về để tìm lại mọi cái sự thật trong cuộc đời. Nhất là cái con Covid này nó đang giúp chúng ta trở về những cái thế giới thực tế. Covid thì nó làm hai chuyện, em nghĩ nó làm chuyện thứ nhất là nó tăng tốc cái thế giới ảo. Và đồng thời nó đánh cho người ta ngã xuống đất để mà người ta phải lục tìm ngồi dậy và suy nghĩ, ủa cuối cùng là mình sống trên cuộc đời này là để làm gì. Nó đánh cho té để mà tỉnh ra, nhưng mà đồng thời nó cũng tăng tốc cái thế giới ảo lên thầy, tức là nó làm hai chuyện cùng một lúc rất là nghiệt ngã luôn. Nó đẩy cái cao trào lên cao, nhưng mà nó cũng làm cho người ta phải hết hồn để mà nhìn qua khỏi cái ngọn sóng đó là cái gì. Cô nói em mới nhớ là tụi em cũng sinh ra ở miền Trung ấy. Ở miền Trung thì muôn đời vẫn đang rất là nghèo khó. Và ở miền Trung thì có một điều mà rất là đau khổ đối với tụi em, những đứa con xa quê, là lúc nào cũng chứng kiến những người trẻ ở quê chê cái việc làm ruộng, rất là sợ hãi việc làm ruộng, và vào, cứ bươn vào thành phố để làm một cái gì đó cũng được, miễn là ở thành phố. Thành ra là khi mà cô nói đến cái chuyện Covid mà nó đánh thức con người chúng ta để tìm về cái giá trị nhân bản của mình ấy, thì một trong những giá trị nhân bản đó là làm những công việc bình thường mà có thể mình tìm được cái niềm vui trong cái công việc đó. Đó. Sau này mà ai mà làm được chuyện bình thường là trở thành người cực kỳ là phi thường, là như là trend nhất, hot nhất luôn á. Cho nên bây giờ mình làm được mình làm luôn. Thì trở lại mấy cuốn sách bây giờ có lẽ là Hồng Phương trình bày lần lượt tất cả các cuốn sách của cô, xong rồi thầy sẽ có câu hỏi như thế này là cái cuốn sách nào là cô tâm đắc nhất? Thầy hỏi khó dữ này. Cô cứ uống trà đi ạ, vì là thực ra nãy giờ là em chưa uống. Bây giờ để cho Hồng Phương cho lên cái camera tất cả những cuốn sách của cô. Thì nãy giờ là chúng ta có thấy đến tương lai và thế giới. Cuốn này tái bản lần thứ tư. Các cuốn sách của cô đều tái bản. Đều bán nhiều lắm. Mình đừng quên là cô được vinh danh giải sách hay rồi nhá. Cái cuốn tiếp theo là Go Global. Còn hai cuốn sách đó mà em nghĩ là một cuốn cẩm nang cho những người trẻ, có thể là một cuốn cẩm nang cho những phụ huynh nữa. Dạ, đó là cuốn Lim tôi của tương lai, và cuốn Mở cửa tương lai là cuốn mới nhất của cô. Cuốn quẩy cái băng đồng ra thế giới với một cái câu rất là hay là nhìn thật xa, định vị thật rõ và giữ chặt giá trị cốt lõi của bạn. Câu này thì câu này thì đã trở thành cuốn sách cổ kinh điển rồi. Dạ. Em khoái cái từ quẩy gánh đó cô. Cái từ đúng rồi. Từ rất là Việt Nam. Đã là in lần thứ 8 mà 35.000 trên bản rồi. Đây là cũng là một kỷ lục tại nước Việt Nam chúng ta, mà trên 10.000 là nhiều lắm. Thế mà đây là 35.000 rồi. Cuốn tiếp theo là Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thành công. Cuốn này là cuốn cứ bay rồi sẽ cao. Những cái tiêu đề rất là đơn giản nhưng mà đỉnh cao sự tinh tế. Chúng ta đang ngồi trước con người của sự tinh tế.
Và một cuốn mà tôi nghĩ là gần gũi với rất là nhiều người, đó là cuốn Tôi đi tìm tôi. Nhân tiện là em nhìn thấy một cái điểm chung của nhiều cuốn sách của cô cũng như là nhiều bài viết của cô ấy, đó là từ phản tư. Không biết là mỗi ngày cô làm gì để phản tư chính mình? Làm gì hả? Là lúc nào phản tư? Nói xong cho là phản tư liền. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thực ra mình chưa bao giờ làm thì mình có một cái, mình tạo ra một cái không gian và thời gian để mình làm. Nhưng mà làm riết rồi đó thì nó thành cái thói quen. Để nói ra là biết mình nói vậy là không ok rồi, là ngay lập tức mình có cái sự phản tư và hiệu chỉnh ngay lập tức. Thì do cái level rèn luyện của mỗi người nó tới đâu thôi. Không biết là cái việc là đi tìm tôi ấy, là có phải là nhờ vào cô đã đi ra bên ngoài trải nghiệm rất là nhiều, và sau đó cô lại nhận ra là tôi ở đây không phải ở bên ngoài nữa. Tức là cô tìm thấy mình ở đâu, ở bên ngoài hay là ở bên trong mình? Cuốn này thật ra khi viết á, thì mình đặt mình ở tâm thế giống như các bạn trẻ, là hồi đó tới giờ mình cứ tưởng là mình đã biết mình rồi. Mình tưởng là cái tôi của mình nó là như vậy, là mình trở thành sếp này sếp kia, rồi mình có được thành tích này thành tích nọ, rồi mình giỏi cái này giỏi cái kia, mình được lên đó mấy lần kiểu vậy. Với bao nhiêu like thả tim đó, bao nhiêu surprise. Kiểu thế. Nhưng mà thích cái cười của cái cười này là cái cười rất là ác. Mình cũng phải nói thật là trong cái cuộc đời của mình ấy mà mình đã làm được vô số là thứ, đến khi làm xong rồi mình mới thấy là mình chẳng biết gì cả. Quá. Dạ đúng. Thì đó thì trong đây toàn là những mẫu chuyện là tương tác với lại những người khác và những người thầy đã dạy mình như thế nào. Thì và để cũng để nói với các bạn là thật ra người thầy cũng phải là mình phải là một cái người gì đó ghê gớm, thánh nhân gì. Mình mỗi ngày mình đi mình đều gặp những người thầy trong đời mình hết. Có khi ông đạp xích lô cũng là người thầy của mình, nó nói một câu mà mình về mình ngủ không được. Chẳng hạn như vậy thì Phi Vân kể lại tất cả những cái tương tác, những cái câu chuyện đó để mọi người thấy là Phi Vân học từ chính cái cuộc sống của mình, những cái người mà mình gặp hàng ngày và những câu chuyện mình đã vượt qua hàng ngày. Ví dụ như là kể chuyện của cái bạn trẻ 25 tuổi đó, bạn mất trên giường bệnh. Và lúc đó là biết cái chuyện đó là ngồi khóc. Tại vì chúng ta có thể mất lúc 25 tuổi mà. Cuộc đời nó đâu có chờ ai đâu. Và bây giờ mình nói là tôi kế hoạch 5 năm của tôi là trở thành ông sếp, nhưng mà ngày mai mình mất thì sao? Để mình thấy là cuộc đời nó phải quay về với lại cái thời khắc này. Và nếu mà Phi Vân ngồi đây thì Phi Vân biết là Phi Vân ngồi với thị trường, ngồi với tương lai, ngồi với Phương. Và nó như câu chuyện nó có giá trị, vậy thôi là đủ rồi. Thế thưa cô, cái cuốn sách nào cô tâm đắc nhất? Vậy bạn chưa quên rồi. Thầy hỏi nữa. Không. Mà cô phải nói tại sao luôn. Dạ em thưa thầy là em vì không phải là nhà văn cho nên là em viết sách một cách rất là không có nguyên tắc gì hết. Không em chỉ toàn. Viết sách khi em thấy có một vấn đề xã hội mà em rất trăn trở. Ví dụ quả bóng đồng thế giới em viết là bởi vì em thấy là nếu chúng ta chỉ có những cái góc nhìn rất phiến diện và tập trung ở một cái phạm vi rất nhỏ thì chúng ta sẽ không bao giờ học được những bài học lớn hơn. Đúng rồi. Và đó là điều các bạn trẻ dù giờ ảo tưởng quá, nhưng mà mình đã nhìn thấy sự vĩ đại đâu mà mình ảo tưởng. Thì mình phải hiểu về sự vĩ đại để mình biết mình đang ảo tưởng chẳng hạn như vậy. Hoặc là khi em viết cuốn Tôi tương lai và thế giới thì em thấy là các bạn quá thiếu những cái kỹ năng và những cái kiến thức về tương lai và về thế giới to lớn ở ngoài kia để các bạn có thể trở thành một phần trong cái hành trình bước vào cái tương lai đó. Thì nó là vấn đề xã hội thôi. Và em viết nó là cuốn sách tại vì em biết làm sao khác hết. Cô biết nhiêu đó thôi. Về cái mặt đó thì mình tương đồng. Dạ. Rồi thế là thầy cũng hỏi lại nè. Nhưng mà như vậy thì trong tất cả những cuốn sách này em tâm đắc cuốn nào nhất em không trả lời được thầy. Nhưng mà cuốn sách mà có lẽ nhiều người khóc nhất là cuốn này.
là mọi người khóc quá trời và luôn luôn gửi những lá thư đẫm nước mắt về là cũng này. Thầy may mắn quá. Và như vậy và thầy chưa khóc vậy. Chưa bao giờ biết thầy là ai. Tôi đi tìm tôi. Đây là những chia sẻ mà rất là gần gũi luôn thầy ạ. Ở nhà em cũng có một cái thư viện của câu lạc bộ Mầm Sống thì các bạn mượn cuốn này là nhiều nhất ấy. Nên là lúc nào nhà em cũng có một cái tần suất mượn là số lượt mượn hàng ngày đấy. Thì tụi em có một cái cuốn sổ để ghi vào ai mượn cái gì và ghi những cái phần note ấy. Thì là bạn suy nghĩ gì khi đọc những cuốn sách như thế này thì các bạn ấy kẹp vào trong cái cuốn sách ấy. Thì em thấy là các bạn ấy có nhiều cảm xúc lắm. Và các bạn xung quanh em thì hầu hết là từ 18 cho đến 22 tuổi. Và là đối tượng mà rất là gần gũi với cô Vân. Thì cô ơi, em có một cái đoạn mà em rất là ấn tượng trong cái cuốn Quẻ Gánh Băng Đồng Ra Thế Giới, mà chắc có lẽ vì mình đang nói về cái tinh thần và cái sự thấu cảm mà, cho nên em thấy là cũng cần chia sẻ ở đây và đọc lại cái khúc này. Em thấy nó thấu cảm quá. Đây ạ, cái khúc cuối lúc mà cô đã nói hết cái phần đi rồi á, thì khúc lúc quay về thì cô dùng cái từ là đến. Khúc này là cái khúc mà em thường hay chia sẻ với các bạn sinh viên. Tôi và bạn, chúng ta đã quen nhau qua những câu chuyện kể. Chúng ta đã nói với nhau về bước chân thế giới của Việt Nam. Trước khi bạn sắp xếp hành lý để lên đường, xin nghe một câu tâm sự cuối cùng của tôi về điểm đến. Chưa đi nhưng biết mình đã đến, đó là điều bạn cần làm trước lúc ra đi. Tim có đủ lớn không để ôm tròn thế giới vào lòng? Tâm có đủ tĩnh để luôn hiện diện cho những người mình gặp trong hiện tại? Đừng vội vàng và lướt đi bạn nhé. Thế giới này chẳng có ý nghĩa gì nếu mình đi như một kẻ mộng du. Hãy nhắm mắt lại đi và tưởng tượng điểm đến của tâm hồn trước giờ xuất phát. Tức là cảm giác là đầy thấu cảm luôn, như một cái thông điệp mà cô truyền tải đến từ những cái trang sách như thế này đến cho các bạn trẻ. Và chúng ta trân trọng, trân quý những giờ phút ở bên nhau, dù chỉ là những chén trà nho nhỏ như thế này thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là cái sự trân quý thì là không có giới hạn. Dạ, cho nên là hôm nay khi mà được nói chuyện với cô, được chia sẻ với cô, thì em nghĩ rằng là đó là một món quà đối với cả thầy trường ạ, đối với em, đối với Phương và đối với tất cả mọi người. Em nghĩ rằng là chúng ta cũng trao nhau được một cái ân tình như thế là một diễm phúc. Và em còn nhớ là cái từ phúc lành mà thầy vẫn nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách Một đời thương thuyết, thì thầy có nói là đạo lý và phúc lành. Rồi rốt cuộc chúng ta cũng tạo phúc cho nhau. Dạ, cảm ơn cô vì hôm nay cũng đã tạo phúc cho tất cả mọi người. Dạ. Mỗi lần ngồi với Phi Vân là một lần có cái cảm xúc rất cao và có một cái sự ngưỡng mộ vô hạn. Bởi vì một cái người phụ nữ như Phi Vân là tiêu biểu cho cái người phụ nữ mà có lẽ tân tiến nhất, văn minh nhất, sáng nhất mà Việt Nam có thể sản xuất ra. Thì hôm nay chúng ta đã có cái vinh dự ngồi với cô Phi Vân, và mong rằng là cô Phi Vân sẽ tiếp tục tạo cho nước Việt Nam chúng ta tất cả những cái suy nghĩ của cô, những cái tư tưởng của cô, những cái án văn chương của cô. Và biết đâu là chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội khác để gặp cô. Và hôm nay thì chỉ có một cái lòng là rất là biết ơn cô. Thầy mong rằng là các thính giả, các khán giả được xem cái video này sẽ cảm nhận được là chúng ta, mỗi người Việt Nam chúng ta đều có cái khả năng. Và cái gương sáng của cô Phi Vân là từ một người phụ nữ từ ở trong một cái gia đình rất là bình thường, đã chinh phục được thế giới, để chinh phục được cái cuộc phiêu lưu về công nghệ thông tin, rồi chinh phục được cái sự tình người, tìm hiểu bên trong con người của mình. Thì thầy mong rằng là tất cả chúng ta đều có thể làm được cái việc đó. Và cô Phi Vân là cái người đã tạo nên cái người tiên phong, đã làm cái gương sáng cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái miền không non xa.